Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các mẹ trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời khẳng định đất nước ta có được độc lập tự do như ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ, đặc biệt là sự hy sinh thầm lặng của các mẹ Việt Nam anh hùng. Riêng huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh có 369 phụ nữ được tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 9 mẹ hiện còn sống và được các sở ngành ở Trà Vinh nhận phục dưỡng đến cuối đời.